Chào các bác cô chú anh chị em nhé. Hôm nay là phiên chợ Vạn Phúc nhưng mà tháng thiếu. Vạn Phúc thì tính phiên chợ theo lịch âm các bác nha, nhắc lại các bác nha, các bác là chưa biết nhé. Chợ Vạn Phúc là ngày mùng 5, 10, 15, 20, 25, 30 âm lịch. Và nếu tháng nào mà thiếu có 29 ngày thì họp vào ngày 29 âm các bác nha. Tính theo lịch âm các bác nha. Rồi bây giờ là khu vực trung tâm của chợ thì đã trở nên vắng vẻ hơn, mà khu vực họp chợ chính bây giờ lại sẽ chỉ là ở cuối chợ, vì đằng ấy rất là rộng rãi và không có ách tắc giao thông. Đấy, tuy nhiên là trong khu vực trung tâm này vẫn có những cái cây để cho các bác xem, ví dụ như bố Nhạn cũng vẫn ngồi đây các bác nhé. Đấy, bây giờ là vào hỏi giá của một số cây của bố nha. Cây này bao tiền? Đúng. Sữa này này. Hỏi để báo luôn anh em đây. 2 triệu rưỡi. Hay đấy, kiếm một con này cũng hay đấy. Còn một trăm con sư tử. Và kỳ lân. Ghê nhỉ, chân vệ, chân cảnh ác đấy. Hoa sữa. Đấy. Chơi cái dòng này thì yên tâm, rất khỏe, không bao giờ vấn đề gì. Đấy, đã có ngọn giật lên rồi. Tay hồi đầu. Tay hồi đầu đây rồi. Giới thiệu các bác. Hoa sữa. Mặt kia cũng đẹp nhỉ. Mặt kia cũng hay. Chân quỳ rất là ngoái, bán cái hoa sữa 70 triệu. Nó như cái hoa non bộ. Chúa? Ừ. To. Cái to. Nó ôm một người mình gần bằng à. Treo lên nó còn sẹo hết nữa. Ờ. Đúng đó. Chân của nó hay đấy. Được của chân vệ hay. Chân vệ hay. Chân vệ rất hay. Này mà sắp đến mùa hoa thơm lắm. Mùa thu Hà Nội. Sắp đến mùa rồi đấy. Hoa sữa Thần Đồng là tháng sau. Yeah. Sau. Nó có mấy đợt hoa liền cơ mà. Mấy đợt liền. Đó. Trước cháu có một cây nhưng mà nó nhỏ hơn. Hoa sữa thì cái rất quái. Bệ của chân bệ của nó mọc rất hay. Đây người đẹp hương lại không đi à? Này thôi. Như này chắc ngày xưa là mọc vào cái gì đấy nó ép ra một tí nhỉ. Ngày xưa là mọc vào chắc bị ép vào một cái vách gì đấy. Đấy, 2,5 triệu nhỉ. 2,5 triệu. Đây cái bộ chân trước của nó hay này. Chân trước của nó hay. Chân trước của nó rất hay. Này lại thích con này các bác. Nếu mà chơi độc lạ thì chơi con này cũng được. Độc thôi chứ lại không. Độc lạ trong ngành bonsai. Tất nhiên những một số bác cũng chơi từng chơi sữa. Và em cũng từng chơi một con nhưng mà bé con này. Nhưng mà sau một thời gian mình bỏ bảng bây giờ nó không nhớ là nó đang ở đâu. Thật đáng buồn. Phía sau này nó hơi kém. Phía này nó bị, ngày xưa là chắc là nó bị ép mọc vào bờ tường này, hoặc là cái gì đấy nó sẽ ép vào nó bị lì vào cái khoảng này. Xanh. Cái gầm của nó
đấy nó như cái hang động. Nó là một con kỳ lân, đúng hơn chứ sư tử thì không. Kỳ lân nó giống một truyền thuyết hơn, nó huyền hoặc hơn các bác. Xanh. Xanh trực. Xanh trực. Con này thì bao nhiêu chú? Lắp điện á. Lắp điện 3 triệu. 3 triệu. Điểm 3 triệu. Còn con này hôm trước là bảo bao nhiêu ấy? Quên mất. 4 triệu. 3 triệu. Trực đấy. Cái này là cái gì? Sữa đây. Mà sữa. Người Hà Nội chơi sữa chơi xếu được. Chắc thôi là vài ba bông hoa thôi đại diện thơm được. Thơm vừa phải thôi, thơm quá. Khoảng khoảng thôi. Có cái này chả cần nhiều, mới một tán là vẫn phải được. Lúc nào mà có cây mà ngọc của cửa sổ thì sợ lắm. Có phủ. Khoảng khoảng thôi. Mất ngủ nó ngấy quá. Cái năm ngoái lại được mùa hoa mới sợ ấy. Cây này là bao nhiêu? Triệu này hay. Vâng. Đúng rồi, trên chợ bưởi. Chơi hoa sữa để nhớ về Hà Nội. Ông chức Đạt Ma Tổ Sư đây, không phải lỗ Trích Thâm đâu anh. Đạt Ma Tổ Sư đi hành khất đi truyền đạo tay nải với lại ô mũ phía sau trước đây, phía trước quay. Đấy. 4 triệu cả tượng. 4 triệu cả tượng. Bim bim, hàng bim bim. Cái của chúng hết đây đúng không? Dạ. Yeah. Không phải đây. Tất à? Đâu quá. Vâng. Cái này cây của Tùng Vời. À đúng rồi. Đề này cũng hay này. Con này cũng hay. Vời này bán vời lắm. Bán san tơi. Người bán kinh lắm. Thứ hai Bồ Đề. Đấy, Bồ Đề tay sách nhẹ. Cho hòn đá nó vào cái này. Chẳng có vào tiền thì ông còn đang uống nước đâu. Đúng không? Mất hết à? Này không thấy đội mũ cắt bi nhỉ? Thương hiệu đấy. Thương hiệu nổi tiếng đấy. Nguyệt quế. Nguyệt quế mini. Cây hoa sữa này. Cây trực giả. Cây này đắm rồi kìa. Hả? Hoa sữa cây mấy chục. Nhưng mà nó bộ, nó đẹp quá. Cái xưa này làm hay lắm, mềm mà nó khỏe, nó hay trồn trồn nó trồn xong rồi cứ bờ bãi sợ lắm luôn.
cái vấn đề giá trị thì giá trị nó không cao. Đúng rồi, nó chỉ có ấy thôi. Nhưng mà nếu mà là một cây khác nó chun như vậy. Úi giời ơi, cái gì vậy? Cây nào giá trị cũng cao đấy, phải đẹp. Cái xuất xứ lên cái lại là đưa ra là cây chó. Nó không phải là cây quý. Cứ trách mình. Thì chuyển vàng thiên nhiên các làng. Đúng vậy, cho các bà nói làng thiên nhiên các bác nhé. Đây là chờ gặp khách. Làng thiên nhiên. Đúng không? Đẹp. Đẹp. Đẹp các bác nhé. Đẹp xa vời. Không không. Ồ đây. Tất nhiên cái nguồn gốc cây của nó mà quý quý thì nó đắt hơn mấy lần. Nó quý quý là nó đắt đúng không? Vắng vẻ. Đấy, xi tay chuột. Phố đầu giờ sáng còn đang đi mua của nhau ấy. Đẹp kìa, đẹp hơn. Ra. Đi nào ra. Ra 20. Đấy, hôm qua cháu đi qua thấy ông nào ông xem đây. Đây. Hỏi chú. Đây ra đấy. Dạ. Ngay ra chiến à? Quất à? Muốn trở về Mộc Châu. Anh chờ, tình đi nhỉ. Trở về xe tôi chở cho không được nhưng ông chịu rồi. Bây giờ với bọn xe lắc kim có ra quốc tế nó chơi nhiều lắc kim nó vẫn nó quốc tế hơn chứ mình thì cái ngoài nó toàn lạnh nó toàn thông với tùng nhập với Hàn Quốc hai xứ toàn thùng có cửa. Xung này vẫn trên xe. Nhiều khi nhiều ông mà đi chợ này chỉ có đi giao lưu thôi chứ còn mua cây khác, mua nhiều hơn là bán. Chở xe theo tướng trở về nhiều hơn. Ví dụ ông cái xung này ra cốt cái này nó hay nhưng mà có vẻ tiêu chất lá liếc kẹp. Hoặc là kiểu như là mua được của ông nào từ vườn nào đấy lại trở đi bán ấy. Buôn là như vậy mà, luôn tục phải có cây. Buôn bán mới phải có hàng chứ. Mình mới sống như các bạn. Và hoàng gia liên tục. Rồi. Chốt cây mình cuối cùng là cây sữa này ở chỗ khu vực này nhé. Ra cái khu vực sầm uất mới đằng kia. Con sữa này mà tây cảnh mà nó thanh thoát hơn thì mẹ tôi quất rồi đấy. Để đáng suy nghĩ, có thể chú sẽ quất nếu mà đầu kia không có cây nào vào mắt. Rồi, ra khu vực mới thôi.